Như lai hi hữu đại từ bi vì lợi chúng sinh vào các cõi, thuyết pháp khiến thiện khiến thành tựu, mục quang thiền thấu rõ môn này. Như lai hi hy hữu đại tử bi, lòng từ bi của Phật vĩ đại nhất, hy hi hữu nhất trên thế gian, bất cứ lòng từ bi nào cũng không thể sánh với lòng từ bi của Phật. Vì lợi chúng sinh vào các cõi, tầm từ bi của Phật rộng lớn vô biên vì lợi ích chúng sinh thì giáo hóa chúng, mà tâm cam tình nguyện vào trong tam giới 25 cõi, giải trừ sự thống khổ của chúng sinh, cứu hộ sự thống khổ của chúng sinh, đó là nguyện lực của Phật. Tuyết pháp khuyến thiện khiến thành tựu. Phật vì muốn cho chúng sinh lìa khổ được vui, mà dễ nói đủ thứ pháp môn và khuyên chúng sinh làm đủ thứ việc thiện khiến cho chúng sinh đều thành tựu đắc được quả giác ngộ Bồ đề. Mục Quang Thiên thấu rõ môn này, cảnh giới môn giải thoát này, vì thụ vương nhãn Quang Minh Thiền Tử minh bạch được. Thế tôn khai triển pháp quang minh, phân biệt các nghiệp tánh thế gian, thiện ác đã làm chẳng mất tiêu, định quang thấy rõ sinh hoàn hỷ. Thế tôn khai triển pháp quang minh, thế tôn tức là Phật, Phật khai dương triển minh chân lý Phật Pháp khiến cho thế giới phóng đại quang minh những chúng sinh được quang minh của phật chiếu đến đều đắc được lợi ích vô lượng phân biệt các nghiệp tính thế gian phật thuyết pháp vì phân biệt thiện nghiệp và ác nghiệp thế gian và nghiệp không thiện không ác nếu gieo trồng nghiệp thiện thì tương lai sẽ được quả báo thiện nếu gieo trồng nghiệp ác thì tương lai sẽ được quả báo ác thiện ác đã làm chẳng mất tiêu Trồng nhân thiện thì được quả thiện, trồng nhân ác thì được quả ác. Đó là luật nhân quả bất biến, tuyệt đối không có vấn đề tạo nghiệp thiện mà không có quả thiện, tạo nghiệp ác mà không có quả ác, thiện ác đều không mất tiêu, tự hào không sai. Tịnh quang thấy rõ sinh hoàn hỷ, vị xuất hiện, tịnh quang thiền tử, thấy được cảnh giới này rất sung sướng, vui mừng. Phật là chỗ nương tất cả phước, ví như đại địa giữ nhà cửa kéo dài liều khổ được an ổn bất động biết được phương tiện này phật là chỗ nương tất cả phước đức phật đầy đủ phước huệ tất cả đều viên mãn phật là ruộng phước tốt của chúng sinh là chỗ phước báu nương tựa của chúng sinh ví như đại địa giữ nhà cửa giống như đại địa giữ gìn tất cả kiến trúc phòng xá nhà cửa được cất lên đại địa ví như phước Phước của Phật là chỗ nương tựa của chúng sinh, lại giống như lâu đài cung điện nương tựa đất để cất lên. Khéo dạy lìa khổ được an ổn Phật dùng quyền xào phương tiện để thuyết pháp Khai thị tất cả chúng sinh thoát ra khỏi con đường khổ Mà đắc được sự an ổn Bất động biết được phương tiện này Vị phổ du bất động quang thiên tử Biết Phật dùng phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh Lửa trí sáng dược chiếu Pháp giới, hiện hình vô số đồng chúng sinh, khắp về tất cả bảy chân thật, tình tú vương thiên ngộ môn này. Lửa trí sáng dược chiếu Pháp giới, lửa trí hoạ của Phật phóng đại quang minh, chiếu khắp Pháp giới, hiện hình vô số đồng chúng sinh, Phật lại hiện trong ngàn vạn ước thân chúng sinh, tùy lại chúng sinh mà hóa thân, để giáo hóa chúng sinh, khắp về tất cả bảy chân thật các vị tất cả chúng sinh thế gian mà bày pháp môn chân thật. Tình tú vương thiên ngộ môn này, vị tình tú vương tự tại thiên tử, hiểu được pháp môn cảnh giới này. Phật như hư không không tự tánh, vị lợi chúng sinh hiện ra đời, tướng tốt trả nghiêm như bóng hình, tịnh giác thiên vương thấy như vậy. Phật như hư không không tự tánh, Phật thì lấy hư không làm thể, lấy pháp giới làm thể, lấy chúng sinh làm thể. Bạn muốn biết Phật chăng? Vậy thì trước hết phải biết hư không. Nếu biết hư không, thì biết được Phật. Bạn muốn biết Phật chăng? Vậy thì trước hết phải biết Pháp giới. Nếu biết Pháp giới, thì biết được Phật. Bạn muốn biết Phật chăng? Vậy thì trước hết phải biết tất cả chúng sinh. Nếu biết được tất cả chúng sinh, thì cũng biết được Phật. Vì Phật chẳng có tự tánh, chẳng có tự thể, chẳng có tự tướng. Lấy hư không làm tự tánh, lấy pháp giới làm tự thể, lấy chúng sinh làm tự tướng, cho nên nói Phật như hư không không tự tánh. Vì lợi chúng sinh hiện ra đời, vì sao Phật xuất hiện ra đời? Vì Phật có tầm đại bi, muốn lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được lợi lạc, cho nên mới xuất hiện ra đời. Phật ở cõi thường tịch quang tịnh độ như như bất động, liễu biểu thường minh, không mạng chúng sinh được độ hay không. Nhưng tầm đại bi của Phật quá nặng, muốn lợi ích chúng sinh, cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ, cho nên đào giá từ thuyền, xuất hiện ra đời để độ chúng sinh đáng được độ. Tướng tốt trang nghiêm như hình bóng, tuy nhiên Phật có 32 tướng 80 vẻ đẹp, đủ thứ trang nghiêm, nhưng giống như bóng như hình, chẳng có bồn thể chân thật. Tịnh giác thiên vương thấy như vậy, vị tịnh giác nguyệt thiên tử biết được cảnh giới này. Lỗ lông thân Phật đều diễn âm, mây pháp che khắp không còn sót, nghe được thầy đều sinh vui mừng, bài đức quang thiên ngộ như vậy. Lỗ lông thân Phật đều diễn âm, tất cả mỗi lỗ chân đồng thân thể của Phật đều dễ nói diệu âm, vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh thoát khỏi tam giới, đạt đến bờ bên kia. Mây pháp che khắp không còn sót, và thuyết pháp giống như mây tất cả chúng sinh đều che chở ở dưới mây pháp đều đắc được pháp ích và an lạc nghe được thầy đều sinh vui mừng nghe được âm thanh của phật thấy được tướng mạo của phật thì chẳng có một chúng sinh nào không sinh tâm vui mừng oai đức quang thiên ngộ như vậy cảnh giới môn giải thoát này bị oai đức quang minh thiên tử ngộ hiểu được bây giờ đã giải thích xong phần kệ tán thán và các môn giải thoát của bảy chúng dục giới sắc giới dưới đây tiếp tục giảng về kệ tán thán và các môn giải thoát của bát bộ tứ vương lại nữa trí quốc càn thát bà vương được môn giải thoát phương tiện tự tại nhiếp tất cả chúng sinh nay giảng tiếp theo vị trí quốc càn thát bà vương can thất bà dịch là hương thần hoặc là nhạc thần. Vị này đắc được pháp môn tự tại phương tiện, tức là môn giải thoát nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Tự tại tức là tự do tự tại, tuyệt đối không miễn cưỡng, phương tiện tức là quán cờ đầu giáo vì người thuyết pháp, theo bệnh cho thuốc, nhiếp tức là nhiếp thọ, giống như nam trầm hút sắt, nhiếp có hai lối giải thích. Một chết nhiếp là dùng pháp môn mãnh liệt để chết phục những chúng sinh khó điều phục hai từ nhiếp là dùng tâm từ bi để nhiếp thọ khiến cho chúng sinh tự động đến tín ngưỡng Phật pháp, đến thấu hiểu Phật pháp, đến thực hành Phật pháp mà chứng đắc Phật quả. Thụ Quang Càn Thát Bảo Vương được mô giải thoát, thấy khắp tất cả công đức trang nghiêm. Vị Thụ Quang Càn Thát Bảo Vương thấy hết thảy tất cả chư Phật dùng tất cả công đức tu hành để trang nghiêm pháp thân. Pháp thân là thân của Phật không hình không tướng chẳng thể thấy đặng trái ngược với sắc thân đó là môn giải thoát của vị này đắc được tịnh mục càn thát bà vương được môn giải thoát xuất sinh hoàn hỷ tạng vĩnh viễn đoạn trừ tất cả yêu khổ của chúng sinh vị tịnh mục càn thát bà vương vĩnh viễn đoạn trừ tất cả yêu khổ của chúng sinh chúng sinh có những yêu khổ gì căn bản chẳng có yêu khổ mà tự vì phiền não của chính mình chẳng có việc tìm việc để làm vị này không những khiến chúng sinh đoạn trừ yêu khổ, mà còn khiến cho chúng sinh sinh ra tâm vui mừng. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Hoa quan cản thát bà vương được môn giải thoát vĩnh viễn đoạn trừ tà kiến hoặc của tất cả chúng sinh. Vì hoa quan cản thát bà vương vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tà kiến và nghi hoặc của chúng sinh, chúng sinh đều có tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến là gì? tức là chủ trương không tu hành giới định huệ ba học vô lậu có thứ tư tưởng này tức là tà tri tà kiến trên thế giới này có rất nhiều người có học vấn đều có tà tri tà kiến vì tránh tri tránh kiến cần phải có người dạy đạo mới có mà tà tri tà kiến chẳng cần ai dạy mình vẫn có họ tu cho rằng là đúng nhưng thực ra là sai lầm kiến giải của họ không những chính mình lầm lẫn mà còn lầm lẫn đến kẻ khác vị hoa quan cản thất bảo vương này minh bạch nghĩa lý này mà đắc được môn giải thoát vĩnh viễn đoạn trừ tà kiến và nghi hoặc của chúng sinh